Chiều nay 24 tháng 6, Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã tổ chức phiên họp trực tuyến để bàn về các vấn đề liên quan tới công tác tổ chức SEA Games 31 trong thời gian tới. Các quốc gia cùng thống nhất đề nghị thời gian tổ chức sẽ vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2022. Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, Ban tổ chức SEA Games 31 đã tham mưu cho chính phủ về việc lựa chọn phương án tốt nhất và phù hợp nhất để tổ chức thành công SEA Games 31. Dự kiến phiên họp Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á tiếp theo cũng sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào thứ Năm ngày 8 tháng 7 năm 2021.